sáng nay không khí ở thành phố Hồ Chí Minh đã sạch hơn, không còn ô nhiễm như hôm qua nữa. Trời bắt đầu nắng nhẹ và rất dễ chịu, 26 độ. Dự báo nắng sẽ duy trì ở thành phố Hồ Chí Minh đến chiều nay, nhưng đỡ nóng hơn 1 đến 2 ngày qua. Nhiệt độ cao nhất không quá 32 độ, mưa rào có thể xuất hiện thoáng qua về chiều tối. Nam Bộ hôm nay cũng giảm nhiệt so với hôm qua. Trưa chiều cảm giác đỡ nóng hơn với mức nhiệt phổ biến 31 đến 33 độ. Về chiều tối, lưu ý có mưa rào và dông rải rác ở các tỉnh giáp biên giới phía Tây và ven biển Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.